Vâng, hiện tại bây giờ là cũng gần 7 giờ tối rồi. Thì rất nhanh, sau 4 giờ lên sóng thì hiện tại là chiếc xe Kenna 2010 này của em là chốt cho anh Hoạt ở Hải Dương. Và khi mà anh Hoạt đã đăng ký theo dõi kênh và bấm nút chuông thì khi em đăng video lên là anh Hoạt nhận thông báo luôn. Thì anh Hoạt cũng lên ngay. Và sau khi hai bên đã thống nhất với nhau thì hiện tại là cũng chốt xe rồi. Hiện tại anh đang kiểm tra xe một lần nữa để phụ kiện. Và đấy anh Hoạt đến độ và một chiếc xe Kenna mà phải nói là rất đẹp, một chủng từ đầu. Và sau khi hai bên đã thống nhất và thương lượng thì cũng đi vào được một cái quyết định cuối cùng, đó là anh Hoạt chốt chiếc xe này em bán với giá là 470 triệu. Và nói chung là anh Hoạt thì cũng một người thanh niên sinh năm 81, nhưng mà nhìn anh ấy cứ như 91 ấy. Em vào cũng gọi bằng tớ, sau cuối cùng là anh ấy 81. Thì vào cũng tháng anh xem xong một hồi xem xe, khoảng tiếng xem xe thì vào hai bên thương lượng thì rất nhanh quyết đoán. Thì em cũng cảm ơn tất cả các bác mà trong thời gian vừa qua đã quan tâm và theo dõi đăng ký kênh giúp em. Bác nào là fan của em thì có thể liên hệ, muốn mua xe gì có thể liên hệ với em sẽ để giá tốt mọi người nhé.